Chiều ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Golden Mansion, địa chỉ số 119 đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, với hơn 1.000 người tham gia. Tình huống giả định khoảng 14 giờ 30 phút, tại căn hộ tầng 3 của chung cư xảy ra sự cố điện gây cháy. Ít phút sau, ngọn lửa lan sang một số căn hộ khác. Lúc này, cư dân để xe tại tầng hầm B1 vào thang máy lên tầng trệt để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do nhiều người nên thang máy gặp sự cố, dừng đột ngột, dẫn tới người dân mắc kẹt bên trong thiếu oxy, ngất xỉu. Đồng thời, một cư dân đổ xe ở tầng hầm B1 tìm cách chạy xe ra ngoài. Do hoảng loạn, người này té xe, dẫn tới nhiên liệu rò rỉ ra gặp nguồn nhiệt phát sinh cháy và lan ra các xe khác. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an quận Phú Nhuận phối hợp BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt chữa cháy, đưa hơn 1.000 người dân ở chung cư ra ngoài. Lực lượng tiếp cận thang máy dùng kìm thủy lực, máy cắt để cứu 4 người mắc kẹt đưa ra ngoài chuyển cấp cứu. Gần 15 giờ cùng ngày, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố tai nạn phát sinh.